học rồi bệnh cả đám cũng vậy à. Mà chỗ đông á là nó dễ lây nhiễm hơn. Đại dịch ở Hàn Quốc thì sau một thời gian ngắn gần đây thì nó lại bùng phát lên rất lớn. Ở nhà cũng không có vui nhưng mà đi học em nghĩ cũng không vui đâu. Cái tâm lý khi mà đi vào những chỗ đông người ấy thì mình cảm thấy là hơi hoang mang. Thì cho dù có đeo khẩu trang thì mình cũng không thể phòng tránh hết được. Em tên là Nguyễn Hoàng Hiệp ạ. Em là 99 ạ. Vâng, em đang trong đợt nghỉ học ạ. Theo em thì các bạn học sinh có thể nên tiếp tục được nghỉ học ạ. Bởi vì là hiện tại thì cái diễn biến của dịch đang thì khá là căng thẳng. Và thực tế thì cái tháng 2 vừa rồi cũng đã lỡ mất cái thời gian học của các bạn ấy. Thì đằng nào cũng việc cái việc học bù cũng sẽ phải diễn ra rồi. Thì em nghĩ là nghỉ thêm tháng 3 nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Dạ em nghĩ là cũng có thể cho nghỉ, cũng có thể không. Dạ. Dạ. Tại vì là dịch cũng đang hoành hành mà. Nên là đi học rồi bệnh cả đám cũng vậy à. Nên là thôi nghỉ ở nhà đi cho khỏe. Thôi lúc mà nghỉ tới giờ thì cảm thấy như thế nào? Dạ thì cũng hơi chán. Tại vì cũng không có gì nhiều để đi chơi này nọ. Cũng chán nhưng mà an toàn. Em nghĩ sắp tới thì em có nên được đi học trở lại không? Hay là tiếp tục nghỉ cho em vậy? Dạ em nghĩ là tiếp tục nghỉ. Tại vì trường em là học bán trú nên là có là ăn trưa. Mỗi lần trưa là cả trường vào một khu ăn. Nên là hơi nguy hiểm. Thì em cũng nghĩ là mình nên nghỉ tại vì em thấy cũng chưa có hết hẳn. Dạ thì em nếu mà với cái tình hình giờ là nếu mà đi học ở chỗ đông á là nó dễ lây nhiễm hơn. Nên nếu mà nghỉ thì cũng được, mà nghỉ thì các học sinh nó cũng đi chơi tụ tập thôi cũng như không mà. Theo quan điểm của em và theo cái sự quan sát của em thì em thấy thì các bạn học sinh sinh viên thì cần nên nghỉ nốt tháng 3 này. Bởi vì là theo em thấy thì cái đại dịch ở Hàn Quốc thì sau một thời gian ngắn gần đây thì nó lại bùng phát lên rất lớn. Mà mình thì ở ngay cạnh Trung Quốc thì cũng có khả năng như vậy. Nếu mà những cái vùng mà kiểu như không có bị lây nhiễm đồ thì có thể cho đi học lại. Còn mấy cái vùng mà nếu mà có thì có thể cho các bạn nghỉ thêm để an toàn hơn. Thật ra thì cái vấn đề này thì em nghĩ là học sinh, tất cả học sinh không chỉ riêng học sinh tiểu học mẫu giáo mà các học sinh trung học phổ thông hay là đại học đều nên gọi là có một biện pháp cách ly an toàn nhất cho dù là ở nhà hay ở trường. Ví dụ như bây giờ nếu mà cho các em học sinh nghỉ học ở nhà thì phụ huynh cũng có một biện pháp, ví dụ như là sẽ hạn chế cho con em mình đi chơi. Tại vì á ví dụ như nếu em học sinh cấp 2, cấp 3 đi, cấp 3 là sinh viên đại học đi thì kiểu như muốn nghỉ ở nhà thì rất là phát triển, em muốn đi chơi nên thì có một cách nào đó bảo vệ mình ở nhà khi ở trường cũng vậy. Và nếu mà tập trung ở trường thì nó đi học lại thì nó có vẻ là hơn nguy hiểm hơn, tại vì dịch bệnh nó khó kiểm soát. Và em nghĩ là cấp 3 thì nó cũng hơi vướng xíu, nó cũng không có kiểu như nó thời đó em cũng vậy mà nó cấm thì cấm chơi chơi lớn như vậy. Và được thì bộ giáo dục nên cho các học sinh nghỉ thêm một vài tuần nữa để xem coi dịch bệnh nó diễn biến như thế nào, cho các em đi học lại, vừa bảo vệ sức khỏe cho riêng bản thân các em, bảo vệ cho bạn bè cũng như là gia đình ở nhà. Dạ em nghĩ là không, tại vì nếu mà đi học trở lại á thì cho dù có đeo khẩu trang thì mình cũng không thể phòng tránh hết được. Tại vì đâu phải là chỉ có trường học thì mới có dịch, còn ở nhà từ người thân lây qua nữa. Cho nên cho nghỉ để đảm bảo an toàn, chứ đi học thì không có vui gì nhưng mà sợ bệnh dịch. Ở nhà cũng không có vui nhưng mà đi học em nghĩ chứ cũng không vui. Đi học cũng không vui, ở nhà cũng không vui. Tại vì đi học mà lo sợ bệnh đó chị. Sắp tới thì các em thì nên tiếp tục học, bởi vì thì nếu mà nghỉ lâu quá thì cũng tội cho các bạn đấy, bởi vì hiện tại là các bạn cũng đang được nghỉ khá là dài, mà với một cái khối lượng kiến thức, nhất là các bạn học sinh lớp 12 xong sang năm là đây, các bạn lại chuẩn bị vào một cái kỳ thi, gọi là một cái hành lệ trong một cuộc sống á, nên là nên cho
những địa phương nào mà chưa có khủng dịch nhiều á thì nên cho các bạn đi đi học lại để ổn kiến thức, còn những vùng đang được cách ly thì cũng nên mở lớp học online rồi, nhưng mà nếu mà có thể thì các bạn cũng nên ôn tập kiến thức ở nhà để đỡ quên. Mình thì các bạn học sinh sắp tới thì thật ra là không nên đi học tiếp, tại vì kể cả các bạn học tiểu học cho đến các bạn học đại học luôn, bởi vì là tụi mình chưa có biết là cái dịch này nó sẽ diễn biến phức tạp như thế nào. Thì các bạn đi học chỉ cần một bạn đi học thôi và các bạn bị dịch thì các bạn lây cho những cái bạn bè xung quanh, rồi những cái bạn bè xung quanh lại về nhà lây cho người thân, rồi người thân lại tiếp tục lây cho những người làm cùng, thì cái hệ lụy rất là khủng khiếp. Nên tốt nhất là các bạn hãy nghỉ học cho đến khi nào mà thật sự là hết dịch hoặc là dịch đã kiểm soát tốt rồi, chứ không thì khi mà đi học là thì rất là rủi ro. Từ cái hồi mà có dịch tới giờ thì cái sinh hoạt của em thay đổi như thế nào, sống em thay đổi như thế nào? Nó thay đổi nhiều lắm chị. Thường thì đi học á thì sáng tới dậy em đi học, tối em về ngủ, xong rồi sáng tới dậy em đi học. Còn bây giờ thì tối em ngủ, sáng tới sáng ăn xong em ngủ tiếp tới sáng mai thôi, nó có gì. Là cứ như vậy là cái lập đi lập lại như vậy hả? Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì em mới nói nó nhàm chán. Nhàm chán hả? Em có trò gì chơi vui hết hả? Dạ có đi chơi với người yêu á. Hồi trước là đi chơi bao nhiêu nhưng mà từ hồi là có dịch tới giờ có bị hay thường cấm đi chơi không? Ba dạ, mẹ không, ba mẹ không cấm nhưng mà em hạn chế ra đường thôi. Gia đình em và bản thân em cũng trong cái mùa dịch này cũng không có thay đổi nhiều lắm, thì chỉ có việc là việc vệ sinh cá nhân thì nó sẽ gọi là đều đặn hơn, nhiều hơn, và việc đeo khẩu trang ra ngoài cũng nhiều hơn đấy. Mình đi ra ngoài là mình phải cẩn thận đồ, chở đông người đồ á, phải đeo, hay đeo khẩu trang nữa. Dạ em thấy cũng không có thay đổi nhiều lắm, chỉ là đi ra ngoài đường đeo khẩu trang nhiều hơn thôi. Có khó chịu không? Có bức xúc khi đeo khẩu trang không? Dạ cũng không có khó lắm. Trên thực tế thì cũng không có quá nhiều xáo trộn, nhưng mà cái tâm lý khi mà đi vào những chỗ đông người ấy thì mình cảm thấy là hơi hoang mang. Em phải rửa tay nhiều hơn và đeo khẩu trang nhiều, nhiều khi là nó có thể gây cho mình những khó chịu nhất định. Thật ra thì công việc của em là làm về trên mạng, về online, nên em nó không ảnh hưởng gì rất nhiều về cái ngành nghề của em đang làm. Như là các hoạt động hàng ngày thì em vẫn bảo vệ bản thân mình, cũng như là bảo vệ nâng cao ít sức khỏe những người xung quanh, ví dụ như là luôn luôn phải đeo khẩu trang 24/24 khi mà ra đường, luôn luôn là rửa tay bằng cồn hay là cái gì đó nó sát khuẩn cao, cũng như là mình ăn những cái là nó theo thì hơn, nó bảo vệ sức khỏe mình tốt hơn, uống nhiều nước hơn, vân vân. Và trong mùa dịch thì em cảm thấy là mình bảo vệ sức khỏe mình nó tốt hơn hàng ngày. Em có thì em phải tập đeo khẩu trang nhiều hơn, với lại ra đường phải rửa tay thường xuyên. Đeo cái khẩu trang khó chịu không? Em có. Tại em không được đi chơi nhiều. Không đi chơi nhiều. Bây giờ một tuần đi chơi bao nhiêu ngày? Dạ một tuần đi chơi có một ngày lâu nay hả? Dạ. Thì từ lúc mà có dịch tới giờ thì cái sinh hoạt trong cuộc sống em thay đổi như thế nào? Dạ, thì em ở nhà nhiều hơn. Chán không? Dạ chán chứ. Dạ cũng bình thường, không thay đổi. Việc mình khẩu trang đeo rửa tay các thứ thường xuyên có thể khó chịu không? Dạ không. Thì cuộc sống sinh hoạt của em bình thường, nhưng mà có khác biệt đó là nó sẽ bị khẩu trang thôi, thì mình sẽ gọi là rửa mặt. Khó chịu không? Có làm thấy khó chịu không? Dĩ nhiên là cái này thì chắc là cũng không dễ chịu đâu. Dạ là ba mẹ ít cho em đi chơi lại, rồi đi đâu cũng phải đeo khẩu trang hết á, rồi kiểu lúc nào cũng đeo theo nước rửa tay bên mình, kiểu vậy. Còn bản thân mình đó, từ khi có dịch tới giờ thì tự nhiên sinh hoạt nó chỉ thay đổi ở phần là mọi thứ nó phải sạch sẽ kỹ lưỡng hơn, mẹ đi ra đường phải đeo khẩu trang, vệ sinh tay rất là quan trọng, và không có hạn chế ăn uống ngoài đường luôn, chỉ ăn uống ở nhà thôi. Dạ được nghỉ ở quê nhiều hơn chứ thấy cũng bình thường. Dạ. Thế còn việc có phải là thường xuyên mà đeo khẩu trang rửa tay có gì không? Thường xuyên đeo khẩu trang thôi, còn em rửa tay thì ít lắm. Dạ cũng có, nhưng mà em nghĩ là không đến mức mà không, chỉ cần không đeo khẩu trang là bị. Sinh hoạt có thay đổi như thế nào, đeo khẩu trang rửa tay như thế nào?
Dạ, em thường xuyên rửa tay trước khi ăn và đeo khẩu trang khi ra đường.